Một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Trị nhận vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Số hàng được nguy trang dưới dạng các cửa trà. Rạng sáng ngày 12 tháng 1, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 9, huyện Đắk Rông, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 74A03778 di chuyển theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về thành phố Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn. Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tài xế là Nguyễn Đình Hưng, sinh năm 1982, trú huyện Cam Lộ, chở theo Phan Giang Trường, sinh năm 1994, trú huyện Triệu Phong. Tại ghế trước bên phải nơi trường ngồi có một túi ni lông màu đen, bên trong có nhiều gói tinh thể màu trắng, được ngụy trang trong nhiều bao đường trà có chữ Trung Quốc. Số hàng hóa được xác định là 10 kg ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Trường khai nhận dẫn chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công 7 triệu đồng do đó trường thuê taxi chở số hàng trên từ huyện hướng quá về thành phố đông hà để giao hàng